Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa cho nó vui vẻ hoan hỉ các bác nhá. Đấy, còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi, không có khó khăn gì cả. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thảm massage chân nhá. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích luôn, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì hàng đợt này về cái giá nó rất là yêu thương và hợp lý cho các bác để các bác có thể mua về mình sử dụng trực tiếp cho bác nào chuyên bị đau mỏi các cái phần chân nhá, đau mỏi chân rồi và nó rất là nhiều chức năng luôn, giúp cho các bác giảm béo rồi nói chung là đa chức năng luôn. Thì nó sẽ là một cái thảm nó bằng xung điện từ như này. Đấy. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì một cái thảm như này nhá, một thảm như này kèm cho các bác là một cáp sạc và một con máy như này, một con máy như này. Đấy. Thì khi các bác bật thì ấn cho em cái dấu cộng này nó sẽ lên này, ấn dấu trừ là nó sẽ tắt này. Và chữ M này là điều chỉnh chế độ nhá, dấu cộng là lên này, dấu trừ là tắt này. Đấy. Dấu cộng này thì vừa là bật lên vừa là tăng giảm nhịp độ này, dấu trừ là tắt này. Đấy, và giảm nhịp độ này và dấu chữ M này là chế độ nhá. Các bác lắp vào hai cái mắt này cho em này, hai cái chân ốc này cho em. Đó, là mình sử dụng thôi. Đây em sẽ có cái video trải nghiệm thực tế cho các bác xem. Con này thì khá là tiện ích và các bác nên sử dụng. Đấy, nên sử dụng cho đặc biệt là các bác có tí tuổi rồi mà hay bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi chân. Đấy, tê bì chân tay thì dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là massage chân nhá. Con này giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá. Massage chân này giá cực tốt luôn, chỉ có 60k thôi. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sơ mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng một, miễn phí vận chuyển. Hãy bảo vệ sức khỏe bố mẹ và gia đình bạn ngay hôm nay. Thế nào bóc rồi cơ mà. Chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, vâng, rất là tuyệt vời luôn nhá. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, con này thì thành phần của nó là ngải cứu tự nhiên. Đó, thì con này hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu này. Đấy, lên đúng tên cho em. Miếng dán ngải cứu nhá. Giá của nó sẽ là 25k cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 12 miếng nhá. Hộp 12 miếng. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì ở đây nó sẽ là một hộp 12 miếng như này. Về nhà các bác bóc ra cho em này. Đấy, và đây nó sẽ có từng miếng một như này. Thì ở đây nó sẽ là chủ yếu là ngải cứu. Và các bác dùng thì nó rất là tốt luôn. Các bác nào chuyên bị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy đây, các bác dán vào cổ cho em, cổ vai gáy rồi dây thần kinh thắt lưng là các cái phần mà nó hay bị đau nhức nhất nhá. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán vào cho em. Con này thì nó nóng siêu lâu luôn, đặc biệt là mùa đông này thì các bác hay bị đau mỏi cổ này, vai gáy rồi các cái bắp tay bắp chân, các bác dán vào cho em cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch rồi rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 25k thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn. Dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn cho nên là nó rất là thơm.
mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, và đặc biệt là cái giá của nó thì khá là tốt luôn. Một cái lọ nước hoa như này giá chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này kèm một cái nơ rất là đẹp này. Các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết nhá. Về nhà các bác giật cái nắp nhựa này ra cho em này, sau đó thì mình cắm cho em cái bấc này vào. Đấy, có cái bấc này đây. Các bác cắm cái bấc này vào cho em thì nó sẽ dẫn cái mùi tỏa cái mùi hương tinh dầu này ra rất là thơm luôn và sử dụng được rất là lâu nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k. Đó, báo lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k. Bên Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn. Mùi thơm dịu nhẹ cực kỳ dễ chịu luôn, giá chỉ có 30.000 thôi. Hotel này các bạn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác rằng sản phẩm đó là cái keo đa năng nhá. Keo đa năng. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng thì đây nó sẽ là dòng keo đa năng và vỏ màu xanh như này. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Con này thì một lọ của nó sẽ là 60g. Con này thì dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó cực kỳ là tốt luôn nhá. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá. Keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 20k trên một típ nhá. 20.000 trên một típ keo như này. Bác nào mua từ 3 típ thì giá sẽ là 50k nhá. 3 típ là sẽ là bằng 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Nữ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấc, đừng sử dụng đinh tiếp nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh tiếp nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, rất chất luôn mọi nhá, chỉ có 25.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là hàng made in Japan này, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì ưu điểm của nó là chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, các bác mua một lọ kem đánh răng Việt Nam bây giờ cũng phải 50-60.000 rồi. Thế mà đây một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, tinh chất gạo của Nhật này, chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng cho em luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô dao Nhật nhá, hàng thương hiệu Wattbo của Nhật đây. Dòng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, hàng thì cực chất, nguyên cái bao bì đóng gói của nó đã mang tính chất rất là Nhật rồi các bác nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, đóng gói là bao bằng giấy rất chất lượng nhá. Ở đây thì nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu nhọn, hai là mẫu vuông. Đấy, mẫu này sẽ là mẫu vuông này, thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con dao vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đấy, hàng siêu bén luôn. Test bằng giấy thì quá là bình thường cân đường hộp sữa rồi. Test cắt trực tiếp giấy bóng cho bác xem nhá, để các bác thấy được cái độ bén của nó này. Siêu bén luôn coi nhá, rất là bén luôn. Đó. Giá thì sẽ là 180.000. Con này thì nó sẽ là mũi nó vuông như này, thì trên bên em lên nó là dao vuông nhá. Đây, Japan này. Đấy, thép không rỉ nhá. Đấy, chất thép của nó này. Đấy các bác thấy không? Rất chất lượng cho bác luôn, thép không rỉ nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dao vuông này. Con này thì sẽ là 180k nhá. Đấy, lên cho em là dao vuông. Dao vuông này sẽ là dao thái vuông 180k này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác mấy con mũi nhọn nhá. Con này thì kiểu dáng kích thước nó như vậy thôi, cái mũi nó nhọn hơn một chút thì các bác có thể dùng để thái lọc hoặc là phi lê cũng rất là ok. Và cái giá thì nó sẽ là 175.000. 175.000 cho con này. Nếu các bác mua cả cặp thì sẽ ưu ái hơn một chút. Đấy coi nhá. Đây, đấy. Đây em nó đây các bác này. Đấy, dao thì nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng, lạng rưỡi 2 lạng nhá. Made in Japan con này. Đấy, Japan. Đấy nhá. Đó. Thép không rỉ này của thương hiệu Wattbo này. Con này thì có mũi nhọn để các bác có thể thái lọc này. Đây, dọc giấy cho các bác xem nhá. Đấy. Dọc giấy bóng mà như này thì các bác biết rồi, rất là ối rồi ôi luôn các bác nhá. Đấy. Siêu sắc luôn. Đấy, về nhà thì em chỉ là lưu ý các bác là dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Rất là nhiều khách hàng đã sử dụng nhá và kêu rời lên vì dao quá sắc các bác nhá. Kêu rời lên vì dao quá sắc và
rất là dễ bị đứt tay, cho nên các bác dùng thì tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao thái nhọn nhá. Đấy, dao thái nhọn và một con là dao thái vuông. Con này dao thái nhọn 175k. Nếu anh em nào mua một đôi như này, em tính cho các bác là 350.000 cho một đôi này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, test thử và nhận hàng kiểm tra, test thử dọc giấy cho em và thanh toán giúp cho em nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 cho một đôi như này. Đấy, còn mua lẻ thì một con 180 và một con là một con 180 và một con là 175.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em đó là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Đấy, đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi lò xo rất là tiện ích luôn. Đuôi của nó là đuôi xoáy E27 nhá, rất là phổ thông luôn. Có công tắc đóng ngắt như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp bóng vào cho em là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá chỉ có 35k thôi. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể ngoắt nghéo này, mình sử dụng bóng để mình có thể là đọc sách này, rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn, cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, và mình dùng để mình có thể là bật tắt thế này, mình đọc sách này hoặc là dùng mình làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hoặc cắm trực tiếp khi mà mình cần lấy nguồn điện, mình chỉ cần cắm xoáy bóng vào đây, sau đó thì cắm vào là bóng sẽ lên thôi. Giá sẽ là 35.000 cái đuôi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhá. Đây nó sẽ là một con khoan rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy, đầy đủ các chi tiết như này, bao gồm cho các bác là các cái mũi vít này, các mũi vít cho các bác luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là một bộ combo là 30 mũi vít như này nhá. 30 mũi vít như này các bác này. Đấy, 30 mũi vít này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Và một thân máy này nhá, một thân máy như này. Đấy. Đây các bác này, chạy rất là khỏe luôn. Có đảo chiều nhá. Và con này ưu điểm của nó là có thể xoay đảo hướng được nhá. Các bác thì dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác lại xoay đi để dùng hình một cái tô vít như này cũng được. Đấy. Và lắp mũi vào cho em là dùng thôi, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất là tốt luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho bác xem này. Đấy, đây nhá. Xoáy cho bác xem này, rất là ngon luôn nhá. Đây, xoáy ra này. Đấy. Xoáy ra con này. Đấy, xoáy ra đây. Rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó, rất khỏe luôn. Các bác theo. Đây. Đây. Xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Và máy cũng đây, đây con này. Đấy, xoáy ra nhá, xoáy ra này. Đây, xoáy vào này. Đấy, máy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, vặn rất là khỏe luôn. Rất là tương đối là khỏe nhá. Và con này thì nó sẽ có đảo chiều cho các bác luôn, có đảo chiều cho các bác nhá. Và đây thì nó sẽ là rất là nhiều phụ kiện đi kèm nhá. Có cả mũi khoan này, có cả dây sạc này, và có cả một cái con ngoắt nghéo như này. Có cả một con ngoắt nghéo như này, rồi kèm thêm cả đầu khẩu nữa nhá. Thêm đầu khẩu yếc. Nói chung là đầy đủ các chi tiết cho các bác như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180 cành nhá. 180k. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan mini nhá. Máy khoan mini 180.000. Máy khoan mini này. Máy khoan mini giá sẽ là 180k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ máy giặt nhá. Lên cho em là phủ máy giặt thôi. Đấy, đây nó sẽ là một con để các bác chuyên để phủ lên máy giặt thế này thì nó rất là tiện ích luôn. Và giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là phủ lên máy giặt thôi. Thì máy giặt nhà mình để ở đâu cũng được, để phòng các cái loại phòng khách, rồi để ngoài ở trong đều được hết nhá. Phủ lên nó che nó rất là đẹp và nó sạch sẽ vệ sinh. Và nó có cả cho các bác là ngăn khóa luôn. Phủ máy giặt. Bạt phủ máy giặt. Đây các bác này, đấy nó rất là tiện ích luôn. Chống nước nhá. Về nhà các bác chỉ cần là mở ra, sau đó thì mình lại đậy vào cho em như này, rất là tiện này. Có ngăn khóa kéo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Chùm được hết nhá, cửa trên, cửa dưới bên em đều có nhá. Cửa trên có, cửa trước có, các bác muốn dùng cửa nào thì dùng nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho con phủ máy giặt thôi. Rồi ok. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì
dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bạn này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây, chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bạn này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy, cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này, thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá, màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8, đều là nhân 2m nhá, mét 6 2m và mét 8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bạn này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bạn nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó, dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc của nhận hàng nhé. Đó, thì đây nó sẽ là
có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác, cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bác, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn, và nó rất là an toàn nhá, rất là an toàn này các bác này. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đèn xoay. Giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này, rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này, cái này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia cho một cái hộp như này các bác nhá. Đấy, cho một hộp long ben hắc lào này. Lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Germany các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn. Nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích. Rồi ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết lên. Này mình shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này. Cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm ở đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái
chống va đập các kiểu này và các cái mắt led như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên theo là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhé. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn và con này cũng rất là sáng này. Đấy. Nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét và các bác có thể để các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, ở đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng ở đây cho em này. Đây cắm đây cho em. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nhá. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nhá. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên theo là đèn năng lượng ba cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng ba cánh như này và có kèm với các bác là ốc yếc rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho các bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên theo là đèn năng lượng ba cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét và về nhà các bác cắm vào cho em, sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây em sẽ test trực tiếp cho bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng ba cánh anh em này. Đấy, đây, anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây.
rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó. Con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy. 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây. Nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây. Sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì để xuống đi không rơi vỡ để xuống. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá. Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này. Đó. Adcock 30A nhá. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này. 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đầy đủ cho các bác nhé, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AD40A nhé. Đấy, các bác lên cho em là AD40A. Dòng dò của nó là 30mA nhé. Đấy, AD40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này. Hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ. Nó rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, Made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80-90%. Đó, hàng Made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con ad như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các nhá. Đấy, Mitsubishi chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là Ad Đại 40A nhá. Đó, Ad Đại này. Ad Đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Ad Đảo Chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ad Đảo Chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A. Và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là Ad Đảo Chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là Ad Đảo Chiều 63A này. Đấy, Ad Đảo Chiều này. Đảo Chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là Ad Đảo Chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng các bác nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ làm con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào xem. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại, hoặc là các bác để trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra. Sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên xem là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá. Lên xem là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30.000 nha. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó. Tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó. Có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn, thì các bác cứ lấy màu nào lấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. 90.000 trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80.000 nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá.
Bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Ship hàng toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bỏ tranh cái biển. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bàn là mini nhá, bàn là mini. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bàn là rất là tiện ích luôn. Các bác có thể mang đi du lịch này, đấy, đi mang đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều được hết. Đó, hàng thì rất là tiện ích này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có độ gấp gọn như này. Khi các bác gấp thì nó rất là gọn. Đấy, gấp rất là gọn. Mang đi mang lại nó rất là tiện luôn. Đó. Hàng thì hàng của Nhật nhá, sử dụng điện 110 đến 220V. Các bác sử dụng điện 120 thoải mái luôn. Các bác về các bác tháo cái nắp này ra cho em này. Đấy, và tháo cái lẫy này ra. Mình cho nước vào đây, cho nước vào cái lỗ này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, có cả hơi nước cho bác luôn. Cái phần gang này của nó rất là dày, độ nóng rất là nhanh và dùng thì rất là thích. Và hàng này thì nó sẽ là hàng mini nhưng mà đầy đủ luôn. Có điều chỉnh tăng giảm này, có điều chỉnh tăng giảm nhá. Đấy, có hơi nước này. Rồi dây của nó là dây vải dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. Rất là đầy đủ các cái chức năng tính năng trong một cái con bàn là mini hơi nước như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135k thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy không? Bàn là mini được không? Bàn là mini. Bàn là mini giá sẽ là 135k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các dòng sản phẩm. Đó là cái kìm bấm cúc nhá. Ở đây thì các bác khi các bác nhận được hàng thì sẽ là một kìm bấm này, một cái bộ cúc đầy đủ combo cho các bác như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, bấm cúc áo rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, khi mình bấm thì bấm vào nó như này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cúc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái bộ cúc như này, các bác chỉ cần lắp vào cho em này, sau đó thì mình sẽ bấm vào này. Đấy, mình bấm vào quần, bấm vào áo này. Khi quần khi áo các bác chỉ cần bấm vào cho em là xong. Đó. Bấm vào. Đó thì nó rất là tiện này. Quần áo chăn màn rồi các cái gì mình cần thì mình bấm vào cho em, nó rất là tiện luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đặt vào. Đấy, bấm khi quần khi áo rồi chăn màn rồi nói chung là cái gì cần thì mình bấm vào cho em, rất là tiện luôn. Khi quần khi áo, đấy, cúc quần, cúc áo đều được hết nhá. Giá rất là vừa phải, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một cái bộ sạc dự phòng A như này bao gồm cho các bác là một cáp sạc, một sạc như này và một dây nhé. Đấy, một dây sạc này và có cả cái bộ dây cho bác luôn. Bao gồm cho các bác là 3 dây cho 3 loại điện thoại nhé. Samsung, iPhone, Type C này và một cái chân sạc to này là sạc USB sạc vào này, hoặc có một cái dây sạc nhỏ cho các bác như này. Hàng thì công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh và giá của nó sẽ là 230.000 nhé, 230.000. Đây, hàng này của thương hiệu Takasio, made in Japan nhé. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, đây, dung lượng pin của nó này 20.000 mAh này, con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi học, đi làm hoặc là dùng điện thoại hay bị hết pin hoặc các bác cần dự phòng, các bác dùng con này cho em rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần mang cái cục này đi là sử dụng được hết rồi, có thể cắm vào chân sạc đa di năng được hết nhá. Đấy, nó có đủ các loại chân, mình không cần phải mang thêm dây dạ làng hoàng nữa. Lên cho em là sạc dự phòng A nhé, sạc dự phòng A giá của nó sẽ là 230k. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng A 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái ghế hơi cho này. Đấy, các bác lên cho em là ghế hơi nhá. Đấy, thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Đấy, một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Và kích thước của con ghế to này thì sẽ là 1m16 này nhân 98 nhân 83 nhá. 1m16 nhân 98 nhân 83. Còn con nhỏ này thì sẽ là 62 nhân với 31 nhá. 62 nhân 31. Đó. Chiều cao của nó là 1m16 luôn. Đấy. Đây. Và chiều rộng là 98 này và chiều ngang là 83 nhá. Rất là rộng luôn. Người ngồi lên thoải mái nhá. Lên thì em là ghế hơi giá sẽ là 370.000 nhá. 370k. 370.000 một cái bộ ghế hơi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy, khi bơm lên thì nó sẽ rất là to như này. Các bác có thể dùng thoải mái luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ lộn rất là êm và ấm nhá. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là cao su
để nó chứa hơi các bạn, rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng luôn. Đó, hai người ngồi thoải mái luôn các bạn. Giá thì chỉ có 350.000 thôi. Đó, trước em đang bán là 370, đặt này về cho các bác cái giá tốt luôn. Chỉ có 350.000 thôi. Đây các bác này. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn các bác thấy không? Đấy, rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Về nhà các bác có thể dùng để nằm, để xem tivi này, nghe nhạc này. Rất là tiện ích luôn nhá. Giá chỉ có 350k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên xem là cốc tự khuấy này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc tự khuấy như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Bỏ cho anh hai cái viên pin bé. Đấy, con này thì nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ nhá. Đây có mà. Đấy. Giá thì bên shop bán là sẽ không bao gồm pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Hai quả pin con thỏ nhỏ như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đây các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường này. Đấy các bác chỉ cần cái hạt nam châm này thì các bác có thể lấy ra để mình rửa vệ sinh được nhá. Đấy, sau đó thì mình thả vào nó sẽ luôn luôn là dính vào giữa này. Đấy, cho nước, cho cà phê vào nó sẽ tự khuấy rất là ngon các bác. Đó, khuấy đảo chiều rất là ngon để cho các bác pha cà phê, pha các loại hạt đều được nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000, không có pin nhá. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em, và khi các bác vệ sinh thì mình tránh cho cái phần pin này nó tiếp xúc với nước là ok nhá. Đấy, các bác vệ sinh thì mình chỉ vệ sinh bên ngoài và bên trong thôi. Bên ngoài thì bằng nhựa rất là đẹp, và bên trong bằng inox 304, và nắp thì chỉ có gioăng nhá. Nắp có gioăng như này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì bên shop về tới bác cái chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là 55.000 một chiếc. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một chổi và một cái cán như này. Các bác có thể mua về để mình dọn dẹp vệ sinh nhà đón Tết này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Cái chiều dài của nó thì từ 2m2 đến 2m8 nhá. 2m2 đến 2m8. Đấy, có lô thì dài tới 2m8 luôn, các bác có thể gấp vào như này. Đấy, và có thể tùy chỉnh được. Kéo dài thì nó sẽ ra khoảng từ 2m4 đến 2m8 các bác này. Rất là dài luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần này, vệ sinh lau chùi rất là tiện ích. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 55.000 thôi. Các bác có thể cho vào như này để mình dùng này, hoặc là bác nào cẩn thận hơn thì mình có thể tháo ra, gấp gọn vào cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một cái bộ chổi lông phớt trần như này chỉ có 55.000 thôi. Lên cho em là chổi lông phớt trần này, chổi lông phớt trần. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cọ nồi nhá. Cọ nồi. Con này thì giá chỉ có 15k một cái thôi. 15k cho một cái cọ nồi như này các bác này. Đấy, 15.000 và 40.000 ba chiếc. Đây, về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra, cho em cái dầu rửa bát vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Rất là tiện nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này, khi các bác dùng thì không sợ bị bong, bị bật ra ngoài nhá. Nó không như cái bú rác truyền thống. Và các bác nào mà bị dị ứng với các cái loại nước rửa bát thì dùng con này rất là tiện. Mình không cần phải động tay vào đâu. Mùa đông lạnh thì các bác chỉ cần là trà cọ rửa này, sau đó thì mình xả nước đi là xong. Rất tiện ích, giá sẽ là 15k, lên cho em là cọ nồi nhá. 15.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cái bộ nồi 5 món như này. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm rất là tiện ích, và nó độ dày nó vừa phải, các bác có thể dùng để mình đa di năng. Đấy, mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín thôi. Chứ còn cái này thì em không khuyến khích các bác là đun nấu, tại vì nó vừa phải thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 nồi, tất cả 5 nồi. Nồi nào vung đấy cho các bác luôn nhá. Nồi nào vung đấy này. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy cho các bác này, rất là tiện ích luôn nhá. Nồi nào là đi với vung đấy, rất là tiện ích luôn. Và có cho các bác là hẳn 5 cái nồi luôn. Đấy, đầu tiên là nồi to này. Đấy, nồi to này, sau đến cái nhỡ này. Đấy, đến cái nhỡ này, cái nhỏ hơn này. Đấy, nhỏ hơn nữa này. Đấy, và cái nhỏ nhất này. Các bác cứ sắp vào này cho em là xong. Đấy, cho nó nồi nào xếp vào vung đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc đều ok hết nhá. Đấy, chế biến đồ ăn. Đấy, sau đó thì mình lại cất đi, nó rất là gọn. Bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000. Bộ nồi 5 món này, 5 món. Giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bình 20 nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọi là đựng các cái dòng nước uống, hoặc là nước lọc, hoặc là nói chung là đựng cái gì cũng được, nó rất là tiện. Con này thì chuyên dùng để đựng nước nguội thôi, chứ con này không giữ nhiệt được đâu các bác nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20,
Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k. 80k cho một cái bình như này nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình như này, dung tích của nó là 2 lít này. Các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước uống, nước trà các thứ đều ok hết nhá. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt nhá. Đấy, bên trong bên ngoài đều bằng inox hết, sáng bóng đẹp. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con bình như này nhá. Dung tích của nó là 2 lít này. Hàng của Nhật này, dung tích 2 lít rất là ngon luôn. Inox sáng bóng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa nhá. Áo mưa đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng áo mưa choàng. Lên xem là áo mưa choàng, con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình mang đi xe máy. Đấy, nó có cả ấy đồng hàng nhá. Có cả cho các bác là những cái chắn nước này, chắn nước này rất tiện ích này. Đấy, con áo mưa choàng như này. Bình thường nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác 150, hôm nay bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 cho một con áo mưa choàng này thôi nhá. 100.000. Hàng áo mưa to nhá, công ty áo mưa Thành Nam. Hàng loại này là loại to nhá, loại to cho các bác luôn. Đó, có cả mũ này, đấy, có cả mũ miếc cho các bác luôn nhá, đầy đủ luôn. Có cả cái kính phản quang này, rồi có cả nhìn kính, nhìn gương đầy đủ như trên hình như này. Mà giá chỉ có 100k thôi. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 170 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đây nó sẽ là một cái cân vừa sinh để các bác có thể dùng để mình gọi là cân đồ trong bếp nhá, đồ trong bếp. Dòng này thì lô này về thì lại có kèm pin cho các bác luôn. Có lô thì sẽ có pin mà có lô thì không có pin. Đấy, lô này thì có kèm pin cho các bác nhá. Đó thì cái này nó về theo lô, có lô thì có pin, có lô thì không. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì. Các bác dùng trong nhà bếp thì rất là ok. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con cân 5kg như này. Đấy, các bác bật lên cho em nhé. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, đây, đặt lên đây mình cân các bác này. Đấy, các bác đặt lên đây mình cân này. Đấy, chế độ gam các bác này. Đấy, chế độ gam mình đang bật này. Em đặt cái cân này lên thì nó sẽ là 213g này. Sau đó thì các bác nhấn cái nút nguồn này thì nó lại về 0. Và các bác lại tiếp tục cân được nhá. Lại tiếp tục cân này. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái cốc tự khuấy này sẽ là 313g này đấy. Các bác bỏ ra thì nó lại về 0 nhá, về 0. Đấy, và các bác bỏ ra phát nữa thì nó lại về cái cân của nó, mà các bác nhấn nút nguồn này nó lại về 0. Tóm lại là con này có tính năng trừ bì thì các bác có thể dùng để mình cân đong đồ trong bếp rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con cân như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá, cân 5. Cân được 5kg, 5kg, giá sẽ là 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa anh em các bác nhé. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em đến với bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền. Thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay. Và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng. Từ 3 đến 5 lạng, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá. Giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này. Lên cho em là dao chặt đứt nhá. Chặt đứt. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá. Chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy. Có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany. Rất chất lượng cho các bác luôn. Băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá. Dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây. Con này thì nó sẽ là mẫu mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này. Mũi nhọn như này các bác nhé. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhé. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc dây bóng cho bác xem này. Đấy, dọc dây bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được dây bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được dây bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhé. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000. Lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn.
giá sẽ là 175.000 cho một em dao nhọn như này nhá. Đấy, đây mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30cm, và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá. 4 phân rưỡi cơ bản như vậy quá. Thì đây nó sẽ là con này, nó sẽ là con mũi vuông các bác này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng và như này là các bác biết rồi. Nó rất là ok ngon lành. Wabo Japan này, thép không gỉ này, đấy chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu tẩu thuốc nhá. Lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 trong cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác theo, rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó đây, đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này các bác này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái này nó có gioăng giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Tẩu thuốc giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tẩu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tẩu thuốc này, giá của nó sẽ là 70k. 70k cho cái bộ tẩu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá sẽ là 15k cho một chiếc như này. 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này nhá. 15.000. Đấy, rất là tiện đây, em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá. Đó, nó rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá, rất là tiện các bạn. Đây, đấy, đặt vào cho em là xong này. Đó, cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá, nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh, đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn, đổ đi rất là sạch. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc, và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50 và chiều 30. Một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá. Một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30 x 50. Và bên shop bán cho combo nhá. Đấy. À, 3 cái là bằng 20k nhá, và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá. Các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chắn kiến, dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này. 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi nói chung là ruồi, muỗi, kiến, dán đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi, muỗi rồi côn trùng kiến dán là nó sẽ chịu hết luôn nhá. Nó rất là tiện luôn.
Đấy, thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhé. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong. Ruồi, muỗi, kiến, dán, côn trùng đều ok hết nhá. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em này xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy, giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá. Dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2 mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên. Đấy, rất là khỏe luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu, chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bác này. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bác, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc, chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây, nó sẽ là một cái khay bằng giấy như này. Khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng. Bằng nhựa mạ vàng như này các bác này. Nắp của nó thì nó sẽ là mở trực tiếp này luôn. Các bác để cho em giấy, các thứ loại giấy ăn vào đây, rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat. Các bác dùng bền đẹp chắc chắn, không lo bị gì xét nhá. Đấy, không lo bị gì xét cong vênh như thế này thế nọ. Cứ vừa mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh một khổ giấy, các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bạn, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này. Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho một hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác kẹp, các bác gắp ra cho em nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu 70k. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70k. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh, mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa nhá, đũa sứ. Các bác này, đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok, 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá. Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này, 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo, tức là bán theo dây như này, một dây bán theo 3 hộp như này nhá. Đấy. Bên shop thì bán sẽ là combo là 3 hộp như này nhá. 3 hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 hộp nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này. Keo vàng đa năng. Đó. Giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá. 20.000 trên 3 tip. Đấy. Keo vàng đa năng 20.000 3 tip này.
Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này, đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành đồ sứ này, rồi điện thoại này, thiết nói chung là dán đa di năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan đây, đấy, Thái Lan các bác này, đó, mã vạch này 885 này, thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, lên mã giúp cho anh em đó là keo vàng đa năng, keo vàng đa năng, giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá, 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là 2 vòng nhá. Mỗi một tẹp này là 2 vòng các bác. Về các bác giả là sẽ là 2 vòng. Đó 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình các bác nhá, tùy theo cái địa hình các bác, để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt, giá của nó sẽ là 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kia led pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này và các bác dùng để mình dán lên tường. Dán lên tường các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ led pháo hoa này thôi. 180k nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn. Đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k nhá, 45k. Đó, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Đó. Đây rồi em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. Cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Cơ chế tự ngắt, khi nào các bác bóp thì nó vía ra, còn không bóp thì nó lại ngắt. Thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2. Đấy, dài từ 1m2 nhá. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng mà thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây, ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh hoặc những cái van hai đầu đấy, thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá, bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh, dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi này, dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có 2 đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này.
lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhé. Đấy, vòi chậu rửa mặt vuông giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhé. Vòi vuông này, vòi vuông chậu rửa mặt nhé. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá, tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy các bác, bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc các bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng. Nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, co giãn 4 chiều, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là sẽ là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Winling của Đức, Inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp mà 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa vặn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một sim, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy các kiểu như này, và kết nối với các cái đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k. 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp thế này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok.